Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Xiaomi thì vốn được biết đến với các dòng smartphone với cấu hình cao và cái mức giá thì rất là hợp lý dành cho các bạn. Và vừa qua tại Ấn Độ ấy, thì họ cũng đã giới thiệu một cái chiếc điện thoại mới mang tên là Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Và ở Việt Nam ấy thì nó có tên là Xiaomi Redmi Note 5. Và ở đây mình đang có hộp của nó luôn và chúng ta cùng nhau tìm hiểu luôn nhé. Thì so với những cái hộp của Xiaomi trước thì chúng ta vẫn có một cái màu rất là quen thuộc là màu cam chủ đạo. Tên của chiếc Redmi Note 5 và đây là cái phiên bản chính hãng Global Version có dán tem ở đây. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá bên trong luôn nha. Thì trước đó thì mình đã khui hộp, mình lấy cái con Redmi Note 5 này ra luôn rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ để nó ra ngoài luôn rồi. Và mình sẽ mở bên trong để cho các bạn có thể thấy phụ kiện bên trong của chiếc hộp này luôn nha. Bên trong hộp thì đầu tiên các bạn sẽ có một cái hộp đựng cái ốp lưng. Thì cái này là nhựa dẻo, nó là rất dẻo và mềm luôn á. Đây này, còn nếu mà cái này các bạn đưa vào máy thì nó sẽ ôm sát máy kiểu như mặt mà không mặt vậy. Và phụ kiện bên trong nữa thì chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của Xiaomi Redmi Note 5 này. Một cái củ sạc. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái đầu ra là 5V 2A này. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có một cái dây cáp. Và cái cáp này là cáp micro USB. Còn ngoài ra thì ở trong hộp chúng ta còn một cái que chọc sim như thế này nữa. Và hiện tại đây trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Thì ở đây mình đang có phiên bản là màu gold. Tuy nhiên mình đang ở ngoài trời nắng luôn á thì mình cảm thấy nó có hơi hướng màu hồng một tí. Và mình sẽ nói về cái mặt lưng đầu tiên bởi vì nó gây ấn tượng với mình rất là nhiều. Chính xác là cái cụm camera này các bạn có thể thấy là nó hoàn toàn giống với cái kiểu đặt dọc của iPhone 10. Tất cả các camera kép hiện tại thì mình đang thấy nó có xu hướng là đặt dọc luôn. Và con này thì có camera chính là 12 megapixel này, một cái camera phụ là 5 megapixel và chúng ta có một cái đèn flash đây. Và camera nó thì nó làm hơi lồi lên một tí và xung quanh thì nó có một cái viền cắt kim cương nữa. Và ở giữa này thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay, thì đây là cảm biến vân tay một chạm cũng có được cắt kim cương luôn. Và cái mặt lưng của nó thì nó được chia làm 3 phần. Ở phần giữa này thì các bạn sẽ có một cái thiết kế là kim loại này. Còn phía trên dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái dải nhựa là hai cái dải anten để bắt sóng. Và ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái khe sim này. Và ở phía bên cạnh phải thì các bạn sẽ có một cái nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn. Ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có một cái mic và kèm theo đó là một cái cảm biến hồng ngoại. Ở cạnh dưới thì các bạn sẽ có một cái jack 3.5, một cái mic, một cái cổng micro USB và một cái dãy loa. Đáng tiếc là chiếc Xiaomi Redmi Note 5 này nó vẫn sử dụng cổng micro, trong khi hiện tại thì cổng USB Type-C đã rất là phổ biến rồi. Quay trở lại mặt trước của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6 inch, chính xác là 5.99 inch. Và cái màn hình này vẫn đi theo cái xu hướng hiện tại là tỷ lệ là 18:9 này. Thì các bạn có thể thấy là viền trên và dưới của nó cũng khá là mỏng và chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ một cái phím nào ở bên ngoài cả. Và ở phía trước này thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie với độ phân giải là 13 megapixel này. Một cái loa thoại cảm biến và bên này chúng ta sẽ có một cái đèn flash màu, nó làm màu đen luôn. Nhưng mà nếu cá nhân mình thì mình thấy cái này nó làm để đèn flash bình thường mà cắn thì nó sẽ đỡ bị cái lỗ đen đen này hơn. Thì trong camera selfie thì các bạn có tùy chọn là mở hoặc là tắt cái đèn flash này đi. Đấy. Thì với cái màn hình IPS của máy ấy, khi mà các bạn ở môi trường ngoài quá sáng ấy, thì thật ra cái màn hình này độ sáng của nó sẽ không cao trong những môi trường như vậy. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được thôi, nhưng mà nếu mà mình quay phim ấy, thì các bạn sẽ không có thấy. Còn với trong các điều kiện sử dụng bình thường thì màn hình này hoàn toàn đáp ứng được tốt các nhu cầu của các bạn. Bởi vì nó cho cái độ chi tiết tốt này, màu sắc trung thực cũng như là hình ảnh sắc nét. Và khi mà các bạn xem clip hay là chia sẻ hình ảnh. Và với một cái màn hình 6 inch này của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 á, thì những cái tựa game hay là các bạn chơi này, hay là nói chung là chúng ta sẽ có một cái không gian giải trí rộng rãi. Và thực ra là mặc dù là màn hình 6 inch nhưng mà mình cầm nó vẫn rất là gọn trong tay. Bởi vì cái tỷ lệ màn hình của nó là màn hình 18:9 nên là chúng ta sẽ có một cái diện tích nó gọn hơn khi mà các bạn cầm. Hoàn toàn mình có thể sử dụng bằng một tay rất là dễ dàng. Nói về Xiaomi Redmi Note 5 á, thì mình sẽ nói thêm về cái camera kép của nó. Thì nó sở hữu cái khả năng chụp ảnh chân dung. Thì ở trong này cái giao diện của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 nó chụp ảnh nó đơn giản như thế này. Các bạn chỉ cần vuốt qua để có các tùy chọn thì cũng giống như một số cái chiếc smartphone trước thôi. Và ở trong này thì chúng ta có cái chế độ là chụp chân dung. Đây thì mình cũng đã trải nghiệm thử chụp chân dung bên con này rồi. Thì nó cho cái khả năng chụp xóa phông phải nói là làm mình khá là ấn tượng. Bởi vì nó nhận diện chủ thể cũng như là xóa rất là ổn. Ví dụ ở đây đi, mình chụp mình lấy cái bàn tay mình này. Khi mà mình zoom lên đó, các bạn có thể thấy là các chi tiết ở cái viền bàn tay được nhận diện và nó xóa rất là mịn. Và ví dụ như ở bức ảnh này nữa, mình có thử chụp vài tấm. Đây, ví dụ như đây là mình này. Thì mình bật chế độ chụp chân dung xóa phông. Các bạn có thể thấy cái khả năng chụp xóa phông của nó là rất là tốt ấy. Ở các viền tóc, ví dụ như ở đây thì tóc hơi bị
lai ra một tí thì nó bị xóa hơi nhem này. Tuy nhiên về tổng thể thì bức ảnh của mình vẫn rất là đẹp. Ở cái phần cổ này, phần vai nó nhọn diện và xóa rất là đều. Và kể cả nó tạo ra cái bokeh tròn trông khá rất là đã mắt ở bên này, các bạn có thể thấy này. Về camera selfie thì Xiaomi Redmi Note 5 sở hữu camera selfie 13 megapixel. Thì ở đây các bạn sẽ có rất là nhiều cái chế độ để tùy chọn, ví dụ như là chế độ chụp xóa phông luôn này, hoặc là chế độ HDR, và các bạn có vô số cái bộ lọc màu ở đây để chúng ta có thể selfie tự sướng sống ảo. Và cá nhân mình trải nghiệm thì mình thấy cái camera selfie của con này với nhu cầu của mình thì là rất là tốt rồi. Và cái trải nghiệm nhanh của mình với chiếc Xiaomi Redmi Note 5 ấy, thì mình cảm nhận là camera kép của cái máy này khi mà chụp hình trong cái phân khúc giá này thì mình thấy đây là một cái chiếc máy chụp hình rất là tốt. Thì ngoài ra thì theo thông tin của Xiaomi thì cái chiếc Xiaomi Redmi Note 5 này nó còn có công nghệ AI Portrait Mode, có nghĩa là trong cái chế độ chân dung của nó thì nó có sở hữu luôn cái công nghệ AI làm đẹp cho chúng ta luôn. Và một cái điểm mà mình muốn nói nữa, đó cũng là một cái điểm nổi bật của chiếc điện thoại này, đó chính là trong phân khúc giá tầm khoảng 5 triệu đồng thì nó sở hữu một cái cấu hình phải nói là rất là ổn với con chip Snapdragon 636. RAM phiên bản mình đã có ở đây là 32GB bộ nhớ trong và RAM là 3GB, và kèm theo đó là máy chạy Android 8.1. Và Xiaomi Redmi Note 5 thì nó có hỗ trợ cho các bạn là bỏ ba cái phím điều hướng ảo này để các bạn có thể sử dụng toàn bộ cái màn hình 18 inch của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 luôn. Thay vào đó thì chúng ta sẽ có một số cái cử chỉ. Thì khi mà các bạn đã bỏ những cái phím điều hướng rồi thì chúng ta sẽ điều hướng bằng các cử chỉ, ví dụ như các bạn có thể vuốt từ dưới lên để trở về home này, hoặc là vuốt lên giữ để mở đa nhiệm, hoặc là vuốt bên trái bên phải để mà chúng ta có thể làm phím back. Đấy, rất là đơn giản và dễ sử dụng nữa. Thì với những bạn đã sử dụng cái màn hình tỷ lệ 18:9 thì các bạn sẽ quen với cái điều này. Mình không có thời gian trải nghiệm nhiều chiếc Xiaomi Redmi Note 5 này, chỉ tranh thủ làm clip để lên với các bạn. Thì nhưng mà cấu hình này của Xiaomi Redmi Note 5 ấy thì chắc chắn là với những cái tựa game hiện nay nó đều có thể trải nghiệm một cách mượt mà cả ở cái mức cấu hình vừa. Và điểm cộng cuối cùng mà mình muốn nói tới của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 này đó chính là nó sở hữu viên pin 4000 mAh. Thì với cái viên pin này cùng màn hình như thế này, cấu hình thì nó dư sức đáp ứng cho các bạn trong một ngày với những cái cường độ hoạt động cao, xem clip, lướt web, check mail hay là chơi game thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong vòng một ngày. Thì với viên pin này của máy thì mình tin chắc là nó đáp ứng tốt nhu cầu của các bạn. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Thì trong thời gian giữ máy sắp tới thì mình sẽ có cơ hội để làm nhiều hơn, thì mình sẽ làm các clip đánh giá chi tiết hơn về cái chiếc máy này. Thì nếu mà clip hữu ích thì các bạn đừng quên like cũng như subscribe FPT Shop channel nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.